Chào bạn nha. Thì hôm nay sẽ đi sang bếp mới nha bạn. Bếp trong bí cảnh nha. Bếp bí cảnh thì bạn không biết rồi, sang bằng kim cương thôi. Con là con tiểu hắc vô thường. Ủa cũng khá là đẹp đấy các bạn. Con này là ngỡ như là râu mới ra, nhưng mà hôm nay nó lại ra. Game dạo này nhảy ghê quá các bạn ơi. Có khi là tuần sau nó ra Reno thì các bạn cũng đừng bất ngờ nha. Game dạo này nhảy ghê quá. Ok, ta sẽ săn thử con bếp này tốn bao nhiêu kim cương nha. Mấy cái đầu mình nạp một lần thôi, nạp hai cái. Mình sẽ nạp 10 lần. Đổi chiến thuật. Hay quá luôn. Nữa thôi. Lên luôn. Bị lát các bạn ơi. Thế là do màn mình yếu. Mà như mua không mất kim cương. Hay bị lát ta. Nó không trừ kim cương kìa. Hay quá. Phải mua thêm à. Lại lát nữa rồi. Chị với ta mạng nó có yếu đâu ta, xanh mà. Ui lại hình như lại không trừ kim cương nữa vậy ta. chật, cái này là sai nha. Ok, ra bếp rồi nè. Hai phát mình ấy không trừ kim cương luôn các bạn ơi. Nó còn 7.300 nè. Là 4.500. Đáng lẽ là 2.500 mà tự nhiên có hai phát bị lát, hai phát mình mua bị lát thành ra nó không mất kim cương các bạn à. Mẹ có khi nào xíu nữa bè à không nha, cái đây đâu không biết nha. Mất tay luôn á. Ok, thì trước tiên chúng ta sẽ tiến hóa con bé lên nha các bạn. Ok, quay ngầu hơn đấy. Tiến hóa cuối nè. Tiếng hóa bét vậy mà mua đá tiếng hóa rồi em xích trưởng cũng tốn lắm bạn. Hai cấp rồi này. Cơ duyên thì không có cái duyên tốc độ nha, người duyên đạo cụ thôi. Thì cái này nó có hai duyên bi luôn đấy các bạn. Duyên bi màu xanh này nãy giờ mới thấy luôn á. Nãy giờ toàn thấy duyên bi đỏ không à. Mấy cái skin lớn nhỏ này các bạn thích mặc cái nào mặc nha. Bạn nó vẫn phát huy được cái skill cuối cùng nha.
Cái mắt đâu viên bi xanh rồi ta. Ok, bé này nha, kỹ năng nó nha. Kêu đầu tiên hỗ trợ tăng tốc thêm 11.8%, rất cao luôn. Thì bé bí cảnh mà. Kêu hai đạo cụ thì dùng mật thì bị mật tấn công thì 40%, cộng 8 km/h tốc độ cao nhất cơ bản trong 5 giây. Kêu đạo cụ thì như là hơi phế so với đưa đầu cụ nha. Kêu ba tốc độ nè, mỗi lần vọt lên thì tốc độ tối đa cơ bản cộng 0.5 km/h và mỗi giây tự động tích 0.1%, cộng dồn 11 lần. Cộng dồn 11 lần thì nếu mà các bạn vọt lên đủ 11 lần đó, bay lên đó, thì nó sẽ cộng được cho bạn là 5.5 km/h và mỗi giây nó sẽ tích bạn 1.1% nitro nha. 1.1% nitro mỗi giây thì mình nghĩ là không nhiều, nhưng mà 5.5 km/h thì nó hơi là vãi các bạn à, phải đùa đâu. Thì test best thôi mà gặp mấy thánh quái thiệt, tổng là top vùng đua không các bạn nghe. Sức tôi lộn mà phê tôi bạn nói gặp cũng nhiều lần đúng ghê á. Hôm nay em hàng tiêu bét cũng khá là chất lượng các bạn ơi, màu đẹp đấy. Đó, được 3 tách rồi đó. Đó, đồ này đem một đống luôn nè. Rồi, đủ 11 phát rồi, phải liền. Trời ơi, xe đốt 310 mấy luôn, 314 luôn các bạn ơi. Ồ, đúng rồi, một tách chậm mạnh vãi đặng luôn. Hôm nay chạy mấy cái map B là y bài rồi. Kéo tạch rồi. Nó hồi nitro nữa mà không nhiều, quan trọng là chúng ta lấy cái tốc độ các bạn. 5.5 là hơi bị kinh luôn á. Người 23 luôn rồi. Bãi bét chạy phết các bạn ơi, nó cộng tốc độ nhiều ghê đó. Ảo vậy. Thích nitro gãy tê luôn mà nó không đầy là không đầy. Đầu chưa tới đoạn bay nó không có tác dụng gì hết nha. Tích tách lên kìa. Dính rít nhẹ nhưng sao. Ừ, tới mấy chỗ mấy cây cột nè, bay được nhiều nè. Chín phát đó, chín phát thì cộng được 4.5 km nha. Cái nitro nè, mình kéo nitro đúp xe đúp á, phải dễ hơn so với kéo xe đúp. Xe đúp thì thành bút phải dài tí rồi mới dễ kéo. Ôi, mấy 13 luôn á ta. Bét này chạy mất bay đúng là kinh thiệt luôn á. Map này bay ok nè. Bạn nhớ là chạy bét này thì cấm mấy map mà không bay nha, cấm map đường trường nha. Nhớ ít chim á. Mới vào mà bị lắng quá.
một phát rồi nè. Sức mạnh tăng lên gấp bội, kinh khủng vãi. Mấy cái map mà bay nhiều như thế này sướng vãi luôn. Đánh giá chung thì mình nghĩ đây là một con bát, phải nói là siêu mạnh luôn các bạn. So với mấy con bát chim hay là con hạt thì mình nghĩ là mình thấy là có phần nhỉnh hơn, bởi vì cái lượng tốc độ nó cộng quá nhiều luôn các bạn ơi. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ thêm một xíu nitro nữa, nó cộng tới 5.5 tốc độ, mà 5.5 tốc độ đây không phải là như vào xe đấu đất đâu, nó phát động toàn map luôn các bạn, rất là mạnh luôn. Kể bãi là mình nghĩ là con này là khỏe hơn con chim với con hạt nha. Chùm map B mới các bạn, không đùa đâu. Đây bên kêu kêu người ta xài con bé này thay cho con chim với con hạt. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Một nửa tấp là cũng ngon rồi, nửa tấp thì cũng cầm được 3-4 km rồi. Không phải là tấp đủ nó mạnh nha, mạnh tích tầm một nửa thôi rồi, còn được 3-4 km là thấy kinh khủng rồi. Và xử lý quá kinh điển. Xe lưu nhanh hơi bị ghê luôn á. Ok thì chắc clip cũng đến đây thôi nha. Mong rằng sau clip này thì mình không bị bè ạ. Bị một pha lắc kim cương cực mạnh từ VNG. Ok, hẹn gặp các bạn trong clip hôm sau nha. Bạn xem clip thấy hay thì đừng quên nhấn like cho mình đó. Bye bye.